Ok, chào lắm cho anh em đã quay trở lại với channel của Nancy ngày hôm nay. Thì đang làm có một bạn gọi điện từ bên server miền Nam 2. Bạn này nếu hiểu tên là cái gì đây, đặt tên là Trung Quốc. Mẹ, hình như cái chữ kia là chữ Thiên à? Mẹ nghe thấy từ Thiên cảm thấy Trung Quốc rồi. Nhưng thôi, vì bạn vẫn là người Việt Nam. À, thích lấy tiếng tàu thì tôi sẽ giúp bạn quay video về cái 2002 kim cương này. Đấy là một lời nhờ vả của một fan hâm mộ của Nancy. Thì thôi, còn gì nữa đây khi mà mình chiều lòng bạn ý, giúp bạn ý quay 2000 này. Đỏ đen thì là do số trời quyết định rồi. Còn bây giờ Nancy cứ làm cái việc mà Nancy làm thôi, cứ như là mình đang chơi phiên bản Trung Quốc vậy. Rồi thoát ra. Quay luôn, lần quay đầu tiên. Là 1 2 3 gì đây? Ôi địt mẹ, được hẳn một thằng này 3 ngày luôn cơ à? Vãi đái con gà mái, bây giờ em mới thật sự quay này. Quay thật luôn rồi, đéo có cái súng gì ở bên kia sáng. Evina 12 ham. Mẹ mày nói thật là. Ui. Vãi cả đái luôn. Thực sự là vãi cả đái con gà mái. Khi mà đây em vừa được một em Kelly sáng vô cùng. Thực sự với 2000 kim cương này được một em Kelly rồi thì nó phải gọi là không còn gì có thể ngon hơn nữa cả. Ôi em quên không trang bị. Đi mẹ nhầm rồi. Em trang bị xong em ra, em lại phải vào thủ thuật. Bởi vì là các bạn biết vì sao mà Nancy phải thủ thuật trong những cái trường hợp như này. Vấn đề ở đây là chỉ có 2002 kim cương thôi, chúng ta không thể làm gì được cả ngoài cái việc thủ thuật ra. Đang đỏ màn map này thì chúng ta chơi luôn map đấy. Rồi ơi, em lại được sở hữu em Kelly ngay. À đâu, em nhầm, Mary. Từ nãy đến giờ toàn mơ tưởng đến em Kelly, nhưng thực sự ra mà nói nó lại là em Mary cơ. Tưởng với chả tưởng. Em tiếp tục em thoát và em lại vào em quay. Lần này được lốt em Kelly thì nó phải gọi là đéo có gì có thể đỏ bằng luôn. Thực sự để mà nói thì gì đây, đéo có cái gì cả, đó chỉ là một khẩu AK Titan 47 Shadow thôi. Hơi đen trong lần quay này nhưng mà không biết là có đỏ trong cái lần quay khác không. Thì đấy là chuyện của lần quay khác. Thật ra thì Nancy cũng chỉ còn có 2 lần quay nữa thôi. Rồi vào map thí nghiệm thăm anh còi cái. Nhiều bạn cứ bảo mình câu giờ, thật ra mình chả có gì câu giờ cả. Nói thật là thủ thuật thì mình cứ thủ thuật thôi, còn các bạn xem thì các bạn thấy đỏ thì các bạn kêu là đỏ, còn đen thì các bạn lại bảo là mình xui mình đen, thì nó cũng đúng là thế. Quác sọ, đéo đùa đâu. Này lùi ra để tao anh tìm anh còi. Anh còi ơi, cao cô mét gì đấy thì không biết, nhưng tôi quân tràng tiếp tục đây. Nó là được gì? Ai bố đây? À được rồi, kẹo đẹp thế, ngon thế. À, bây giờ bố cho Linh quay một lần giúp bố nha. Rồi lần này không cần thủ cái thuật cái đéo gì nữa cả. Linh đâu? Vào đây quay cho bố. Con vâng chưa? Các bạn là em chào tất cả các anh chị đang xem video này. Nói toàn thiếu chữ thôi. Con nói là em chào tất cả các anh chị xem video này. Đang chào app này. Rồi ơi, nói kiểu gì video này. Rồi gọi nhá. Ấn vào đây. Linh ấn vào đây cho bộ. Rồi, Linh ấn rồi. Ấn ở trên. Trên này, đây cái chỗ chỗ đây này. Đây bộ ấn. Rồi. Linh của bố được gì đây? Vãi cả Linh. Linh được luôn khẩu Duck Knife. Màu đỏ. Đấy.
chứng tỏ là con ta. Rồi, thế là cũng được rồi. Lại thêm một khẩu đếp cờ này. Thôi, quá may mắn khi đáng lẽ bố phải cho Linh quay từ đầu. Vậy là một khẩu đắc cờ này. Dù sao thì bạn ấy cũng chưa lên sáng 3. Thế là cũng là may mắn rồi. Rồi, để kết thúc video này thì Nancy sẽ sang kia bắn một vài trận xem nó thế nào. Ok. Rồi, chúng ta sang ngay với lick của anh Phong. Vì lick này có khá nhiều kim cương cũng như có khẩu mà Nancy cần test trong ngày hôm nay. Đây là khẩu mới ra trong event tuần này. Đó là khẩu đéo gì đây? AUG gì đó. Đạn nó bắn kiểu bốn bột. Địt mẹ thao chửi mình thôi. Đấy hiểu sao hôm qua giờ này lây bị lây cái kiểu cúm của ai mà mình hắt xì liên tiếp từ ngày hôm qua đến bây giờ mà chưa khỏi. Uống Paladon thốc tháo. 2-1 dành cho phiến quân rồi. Nancy đang đi lên nhưng ngay lập tức nằm xuống dưới bàn tay của GP Jin gì đó. 3-2 bật ngắm lên và xả đạn ở phía bên cánh phải, có lẽ là khá đông nhưng một mạng dành cho Nancy rồi. 3-3 dành cho cả hai bên. Nancy luôn từ dưới hầm đi lên, có hàng không? Chưa thấy có hàng nhưng hàng đầu tiên thì đã thấy rồi. 2 mạng dành cho Nancy. Ở nhà là quá nhiều các thành viên của liên minh họ đang di chuyển ở đây. Báo thù đã thành công dành cho Nancy. 7-7 lấp ló có cái bóng ở đây, đó là cái bóng ở trên, bắn ở trên cầu thang phải bật ngắm. Với khẩu này Nancy có thể nói với các bạn rằng đam nó rất là yếu và thực sự thì đục thì cũng không phải là mạnh, đơn giản hơn chỉ có cách mà bật ngắm mà bắn thôi. Mạng táo thứ hai dành cho Nancy. Trận đấu này cứ dường như là một mình đấu vậy, bắn mãi mà đéo thấy nó vượt lên gì cả. Báo thù là thành công. Lại là 12-1. Các anh bắn kiểu gì mà để em rượt đuổi kinh thế này. Hai thành viên của liên minh họ đang ở đây. Nancy nhảy ra nhảy vào nhưng đéo có mạng nào cả. Lại thêm một thằng nữa là 3 thằng. Cuối cùng thì cũng đã phải nằm xuống 18-12 thật rồi. Ủa đi, tại đống thế này thì làm sao mà em đỡ được đây. Hết đạn lục thì ta lại rút đạn chính ra. 18-14. Chưa có thêm mạng nào cả. Ủa, sấy như chưa bao giờ được sấy. Nhưng thật phải nói là khẩu súng này ngoài cái đẹp ra thì nó chả được cái mục đích gì cả. Mạng thứ hai dành cho em nhưng cũng đã phải nằm xuống với nô Jin rồi. 22-15. Tiếp tục là Jin Lô hay là Jin Lô Lô Jin gì đó. Họ đàn áp sang phía bên cánh phải là rất nhiều. Ở đây có 2 người. Nancy liệu có luôn cho mình 2 mạng rồi. Dọn dẹp nhà là thành công. Nhưng họ còn 2 người nữa. Đang ở đâu đây? Chưa tìm thấy đâu cả. Mạng thứ 3 dành cho Nancy. Thực sự để mà nói trận đấu này nó dã man con ngàn. Khi mà thành viên của phiến quân không biết là các bạn ấy bắn kiểu gì mà Nancy bắn mãi không thấy đuổi được. Báo thù là thành công. Bắn cả các bạn trẻ trâu như này có phải ức chế không? Tiếp tục mạng nữa. 25-27, 29-27. Cũng dần dần gỡ được mạng rồi các anh em ơi. 28-30. Tiếp tục là mạng thứ 4 dành cho Nancy. Quay gì? Rồi, mình lúc kỹ. Đây rồi, có mạng tiếp theo không? Đấu súng nhưng phần thắng lại thuộc về mình. 5 combo dành cho em rồi. 30-31. 31-0. Mạng táo dành cho em. Ui, còn 1 máu thôi. Ôi không, xong em quả này rồi. 32, không có thời gian để mà xem bảng kill sắp nữa cơ. 1 táo nữa dành cho em, bật ngắm lên là tốt. Lúc vào khu vực phía trong này để tránh cho các bạn liên minh tràn sang nhà. Rồi giờ thì em đi lên. Đi lên ở khu vực phía này có luôn mạng thứ hai. Ở đây là rất nhiều người, họ đang ở trên cầu cứ thế mà lãng đạn thôi. Không việc gì phải xoắn bố con thằng nào cả. Nhiều quá, nhiều không đếm nổi. Mạng thứ 3 dành cho em. Đấy, hết đạn. Té ngồi xuống. Còn thằng nào không? Toác sọ em thật rồi. 35-38.
Tiếp tục là mạng sọ dành cho em. Tiếp tục. Ồ, đéo có mạng nữa. Ồ, té khẩn trương khi mà máu đang dần hết. 3, 40, 36. Các bạn thấy không? Thực sự để mà nói em có gỡ bằng cách nào đi chăng nữa thì ở đây họ vẫn đang vượt trước 39, 43. Đéo có thể là tài làm có thể bắn hơn được nữa. Thực sự để mà nói thì giờ này liên minh họ đã chiếm được hoàn toàn lợi thế mất rồi. Mạng kill nữa dành cho em, 41, 45. Nhưng không sao, còn nước còn tát. Giờ đây súng đã yếu thì chớ. Bố mới rút ngắm. Thua thôi. Đây này, đứng đây để làm gì đây? Ủa, ít mẹ mày bao vây tứ phía con mẹ luôn. Toác sọ dành cho bạn ý. Tiếp tục thằng nào nữa ra đây, em xử hết. Dù có thua nhưng em cũng phải đớp. Đớp cho bằng phẳng. Đớp cho đến lúc chết thì thôi. 30, 14. Ít mẹ mày. Các bạn có thể thấy bên mình fit phải gọi là vãi cả đái. Thôi, em xin nghỉ luôn. Chào các bạn và hẹn lại ngày hôm sau. Ok.